Xin chào quý vị khán giả quay trở lại chương trình Hồ Lợi hàng tuần à, Bây giờ mình nói thêm chi tiết về cái tàu hàng không mũ hạm Phúc Kiến này à, Để cho à, quý vị biết được thêm cái chi tiết à, nó như thế nào Và xem nó có khả năng của cái tàu nó như thế nào à, Thì theo à, cái à, sự phân tích của cái ban à, gọi là ban tình báo Hải quân Office of Naval Intelligence ONI á, Thì họ nói rằng là cái chiếc này nó có những cái chi tiết nó cũng tương tương tự Như là hàng không mũ hạm của Hoa Kỳ Uh, nhưng mà cũng có khác như cái hàng không mũ hạm của Pháp, uh, tức là chiếc uh, Charles de Gaulle, um, uh, rồi coi như là có những cái chi tiết giống như là cái cái nó gọi là cái island tức là giống như là à, tức là cái cái chỗ này nè, cái yeah. như cái đài mà kiểm soát ấy. cái đài kiểm soát này á là giống như là cái bộ não yeah. uh, chỉ huy uh, thuyền trưởng với lại đại đốc này kia là ngồi trên đó, uh, nó, nó thông ở giữa nó bể tay phải là tại sao là tại phải để dành cái đường để mà phóng máy bay đúng không dạ yeah. thành ra bao giờ nó cái hòn đảo đó, nó gọi là island bao giờ nó cũng uh, qua một bên hết dạ yeah. thì uh, trên đó là mặc dù là thấy nhỏ nhỏ vậy chứ nó cũng cả mười mấy tầng yeah. à, ông vậy cũng là bảy tám tầng này kia lên xuống lên xuống dạ yeah. à, này có những cái hệ thống như là radar rồi uh, c uh, c2 communication control and communication yeah. à, đó thì uh, thuyền trưởng với lại uh, chỉ huy ở ngồi trên đó À, thì có những chi tiết thì coi như là nếu mà hiểu gì thì mình giải thích còn không thì là coi như là mình cứ nói cho biết thôi. OK. À. Tức là người ta nói là cái của Trung Quốc nó giống của Mỹ phải không? Yeah. Còn trong khi đó người ta nói là cái của Anh thí dụ như là cái chiếc Queen Elizabeth trong này nè, là cái hàng không mẫu hạm này á, thì của Anh á, thì nó có hai cái island, mm. cái trước cái sau, à, thành ra trong cái phân tích của phân Tích của OAI họ nói là Um, cái lý do là cái mà nó càng tụt về sau ấy là tại vì nó phải nhường nhường chỗ cho cho cho, cho máy bay ừ. còn cái tàu hàng không mẫu hạm nào mà nó muốn mà uyển chuyển mà đi quẹo phải quẹo trái cho cho nhanh cho dễ à. đấy thì là nó sẽ xây cái island mà hơi tiến về phía trước chút xíu yeah. thì cái của anh ấy, thì là anh anh không có quyết định được là nên làm nào anh là anh xây luôn hai cái luôn hay cái chi tiết này không biết nó <laughs> nằm trong <laughs> cái report hồi nãy anh anh hiện nói đó còn cái của Trung Quốc á, thì thí dụ như là mình thấy ở đây là cái Trung Quốc họ, nó chạy nó giống cái của Mỹ họ để nó họ để nó nằm tuột về phía sau giống như của Mỹ à, cái cái này gọi là cái model số 3 Ừ. đây là mình trong hình này mình thấy rõ ràng nằm tuột coi như tốt phía, phía cuối của tàu luôn ạ. Um, thì cái mà model số 2 với số 1 của um, của Trung Quốc ấy, thì nó còn nằm về phía trước chút xíu. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Còn có vẻ như cái này họ thấy là Mỹ không cần phải lái cái này một cách uyển chuyển thì mình cũng không cần luôn. À. <cười> <cười> thì um, khi mà xây cái, cái cái tàu như thế này á, là không có dễ như là không có dễ dàng rồi. Cái này là cũng cả bạc tỷ mấy mấy yeah. mấy trăm tỷ không biết mấy trăm tỷ mấy chục tỷ cái đó không có ràng không có rành lắm à, nhưng mà thời gian cũng lâu à, thì thường thường họ nói rằng là cái tàu này rất nhìn rất là tương tự như cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ à, à, rồi cái Hình như có một cái kỹ thuật mới nữa là nó gọi là về giống như mặt nạ đi có dây phóng máy bay nhưng mà chuyển ra cái thế hệ mới là không có dùng không có dùng dây xích nữa Ồ à, oh, ok, Tức là giống như là trên cái mặt đó mình dùng uh, dùng nam châm. Nam châm đúng để rồi. Để mà, sức, sức mạnh nam châm tại mà vì uh, nam châm mà cùng cực ấy, lên đó. Dạ. thì là nó đẩy nhau, dạ. và khác cực thì nó hút nhau. Dạ. Thành ra để chạc hoặc để cái gì mình muốn nó đẩy hoặc là mình muốn nó kéo thì mình cứ dùng nam châm thì được. Ồ oh, cái đó. Uh, ủa à. cái đó thì nếu mà nó chạy trên tàu rồi thủy thủ trên tàu có cell phone con này nọ ấy nó hư hết. Có thể sao? không biết nữa. Cái đó là cái à. cái cái kỹ thuật mới quá thành ra em cũng chưa có rành lắm. Thì hồi xưa đến giờ là sử dụng toàn là hơi không à? Cái 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 vấn đề mà lúc mà uh, cái mà cái 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 dây xích mà phóng cái máy bay á là yeah. nó sử dụng là cái um, Oh, mình... hydraulic hả? Yeah, hydraulic cái kiểu đó, đó là nó, 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 nó mới mạnh vậy được. Chứ à, còn ví dụ à, mà dạ. mình cầm ná chẳng hạn, mình bán cái sức nó không có mạnh. còn cái này mình muốn đẩy một cái chiếc máy bay. Oh ok. Thì... Như vậy thì có thể là cái, cái cái kỹ thuật đó nó hơi giống như cái kiểu mà cái 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 cái, cái xe lửa MacLef ừ. nó cũng dùng nó cũng dùng năm châm để mà nó 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 giống như nó bay là là trên cái đường ray. Ừ. thì có thể là cùng một loại kỹ thuật chỉ có điều là ứng dụng vào với một cái tầm cực kỳ lớn thay vì thay vì nâng một cái 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 toa xe lửa thì nâng nguyên một cái máy bay đại khái vậy. <laughs> Rồi các cái loại mà người ta nói rằng là theo cái chi tiết họ biết được đó, là chiếc Phúc Kiến này chiếc số 3 cái cái loại thứ ba này có thể mang được đến 60, 50, 60 uh, máy bay khác loại khác nhau, gồm có những cái máy bay như là J-15. Uh, và máy bay mà dò uh, dò uh, dò thám, dò thám. Uh, rồi cũng có thể mang được thêm máy bay j 35 thì tuần trước mấy tuần trước mình có nói chuyện về máy bay uh, F-35 của Hoa Kỳ của Lockheed Martin này thì cái cái uh, j 35 của J-35 của, của Nhật của Hoa của Trung Quốc cũng tương tự như vậy cũng oh, okay. cũng tức là cũng, cái loại mà, cũng tức có cánh loại cũng có loại thách lên như lên, vậy. lên. Dạ. thì cũng là uh, copy copy của uh, của máy bay Hoa Kỳ Um, đó thì đối với cái, cái bởi vậy quay trở lại vấn đề mà thảo luận tiếp về vấn đề mình mình phân tích cái cái cái, cái khả năng uh, sức mạnh của hải quân Hoa Kỳ uh, Trung, Quốc Trung Quốc như vậy ạ uh, yeah. uh, thì khi mà có thể đi đi hành quân xa hoặc là đi uh, um, giống như là họ uh, kiểm soát những cái, cái đường biển Yeah. Uh, ngay vịnh uh, cái ngay cái, cái Taiwan Street hay là uh, xuống South China Sea này kia um, thì mỗi lần mà mang một nguyên một cái hạm đội uh, như thế mang một cái hàng không mẫu hạm mà cái, cái 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 tàu phụ thùng như vậy ấy, là nó sẽ là uh, cho biết uh, dọa dẫm đây là cái sức mạnh như thế nào đúng không? Um, thì cái chính sách hiện giờ của Hoa Kỳ á, là thứ nhất là Hoa Kỳ chỉ có uh, 13 chiếc hàng không mẫu hạm thôi mà thường thường không phải 13 chiếc nào cũng sẵn sàng đi hết tại vì có cứ, lúc thì cứ trước phải đi ra, dạ, dạ vâng đúng bệnh. rồi mà cái thời gian sửa là nhanh lắm là 18 tháng đến hai mươi mấy tháng tùy theo cái, cái tuổi Ở có lúc mà thành ra là 13 chiếc nhưng mà chắc chừng năm sáu chiếc hoặc là cao lắm 7 chiếc chẳng hạn nhưng mà thường thường là nữa à, thì phải chi phối ra hai bên à, bên đại tây dương bên thái bình dương rồi chỗ này chỗ kia à, thành ra là cái chính 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 sách của hoa kỳ là bây giờ là không có thứ nhất là cái khả năng xây uh, xây dựng các cái loại uh, tàu không có nhanh bằng Trung Quốc nữa. Trung Quốc trong hai thập kỷ vừa rồi là cái khả năng cái 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 cái, cái, cái um, uh, shipbuilding industry cái ngành công nghiệp và xây xây tàu của họ rất nhanh. Thành ra họ cái tàu của Trung Quốc bây giờ là như là trên 300 tổng cộng là 300 trăm mấy chục chiếc đó. nhiều lắm. Cái số lượng thì coi như là uh, em em không có rành, không có biết chắc chính xác được. Nhưng mà nói như vậy nghĩa là làm sao là cái chính xác của Hoa Kỳ bây giờ cái khả năng mình không có xây được nhanh mà mỗi mà xây tàu mà mất nữa thành ra phải giống như là kêu gọi đồng minh hoặc là các cái nước tác chiến này kia bảo là bây giờ có thể tôi giúp tôi giúp đỡ một phần thôi nhưng mà anh phải đứng ra tức là Hoa Kỳ nói bây giờ Trung Quốc xây tàu rất là lẹ một mình tôi xây không không, không lại không cạnh tranh cách nào lại yeah. thành ra nhưng mà nếu mà vừa Hoa Kỳ Đó. vừa Philippines vừa Nhật vừa đài loan tất cả mọi người Đúng đều xây thì sẽ cạnh tranh được với trung quốc hoặc là trả tiền thì cái vấn đề vừa rồi cái cái tin nóng bỏng mấy tháng trước là hoa kỳ mới bán chiếc tàu ngầm cho úc đó là làm cho tại vì hồi đó úc đáng lẽ phải mua tàu ngầm của, của pháp hay cái gì đó xong rồi đổi quý qua mua của bên hoa kỳ thành ra cái cách đó là cái clip chính xác như vậy là, là cho những cái nước đồng minh có thể sử dụng cái kỹ thuật À mà ok và lý do mà các nước đồng minh người ta chần trừ là tại vì tàu của mỹ thì mới xịn chứ tàu của họ thì chưa chắc đã xịn bằng yeah. là vì bao nhiêu kỹ sư nào giỏi ở mấy nước người ta qua bên mỹ làm việc hết rồi <laughs> ra, thành ra bao nhiêu bây giờ mình vô một công ty kỹ thuật của mỹ mình nhìn thấy kỹ sư ngoại quốc rất là đông Uh, thì nếu mà kỹ sư mà giỏi mà đã qua Mỹ rồi thì là nước người ta không còn nữa người ta không có sáng chế những cái đồ mà mà về kỹ thuật quốc phòng như vậy nữa thành ra bây giờ Mỹ lại có cái điều là bây giờ ngược lại ok sẵn sàng bán lại hoặc license lại cho các nước đồng minh bảo ok tôi tôi, tôi, tôi xây, xây tàu không tôi đóng tàu không nhanh bằng được Trung Quốc bây giờ tôi license cái kỹ thuật này cho mấy anh rồi mấy anh đóng đi thì là may ra chúng ta cùng đóng thì mới chơi lại một một đóng thì em nghĩ chưa đóng được đâu tại vì cái 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 ngành công nghiệp của các nước khác không có bằng của Hoa Kỳ nhưng mà có thể là xài tiền. Rồi khi nào mà ngay cả bây giờ những cái thế hệ um, máy bay hoặc là tàu chiến mà cũ nhưng mà đối với những cái nước đó với nhiều Việt Nam chẳng hạn rất là coi như đối với họ là rất là hiện đại thành ra là máy bay có những cái dạng như máy 14 máy F14 này F15 này kia đã về bên Hoa Kỳ là về có như vậy nghỉ hưu rồi nhưng mà vẫn nhưng mà còn bán, bán được như rồi. là Israel chẳng yeah. hạn vẫn xài những cái chiếc đó mà họ thích lắm tại vì nó bền lắm uh, thành ra là có cái đó là cái chính xác như vậy sẽ khiến cho mình coi như mình chia sẻ nhưng mà cũng ngán một cái là trường hợp mà ngày hôm nay đồng minh nhưng mà ngày mai không biết làm sao đúng không cái yeah. tình hình chính trị nó thay đổi uh, nhưng mà như vậy là chứng tỏ cái sự tin tưởng À, thành ra nếu mà lập cái khối đồng minh ở vùng à, châu Á Thái Bình Dương thôi là à, Đông Nam Á này kia đó, thì yeah. cũng phải biết tại vì chưa biết là ví dụ như Việt đúng, Nam chứ đúng, đúng, hả đúng đúng thành ra thực sự ra nói là đồng minh ấy, như đối với nước Mỹ ấy, chỉ có một số đồng minh là coi như là lâu dài thôi còn ví dụ chèo. Như khối NATO đúng rồi à, nước Anh hoặc là nước Úc quê yeah. Tây Tân Tây Lan là New Zealand chứ còn các nước khác ấy, thì chưa biết được. À, ba hồi đồng minh hay ba hồi yeah, thế này yeah. thế nào à, chúng tôi xin tạm ngừng chương trình trên thái lát ạ